Namaste. Xin chào cả nhà. Hôm nay Thảo quay lại hướng dẫn bài săn chắc cơ bụng. Mời cả nhà cùng tập theo lại nhé. Tay duỗi thẳng hai chân của mình ra phía trước. Các ngón chân của mình hướng lên trần. Thẳng lưng, hóp cơ bụng. Hai tay vươn lên cao biết vào. Thở gập dài người về phía trước. Người mới thì mình co gối mình gập cho bụng ngược chạm vào chân. Ai tốt thì thẳng gối của mình lên. Đặt hai cụi tay của mình xuống sàn, kéo thẳng lưng của mình ra phía trước. Hai tay vươn lên cao hít vào. Thở đặt hai lòng bàn tay của mình ra phía sau mông. Các ngón tay hướng về mông. Duỗi thẳng mũi chân, ví mũi chân của mình xuống sàn. Hít nâng mông của mình lên. Chậm chậm hạ mông của mình xuống. Lần thứ hai. Hai tay vươn lên cao hít vào. Thở gập dài người về phía trước. Nâng người lên hít vào. Duỗi thẳng mũi chân, kéo mũi chân của mình xuống sàn. Hai tay của mình đặt ra phía sau mông. Hít nâng mông lên. Hóp chặt cơ bụng, siết cơ đùi của mình ở đây. Chậm chậm hạ mông của mình xuống. Lần cuối, hai tay vươn lên cao hít vào. Thở gập dài người về phía trước. Giữ. 5, 4, 3, ta cảm giác được cái phần kinh kheo ta đang được kéo giãn. 2, 1, nâng người lên hít vào. Thở đặt hai tay của mình xuống sàn. Ký mũi chân, mũi hẳn mũi chân của mình ra. Hít nâng hông lên, hóp chặt cơ bụng, xiết cơ đùi. Làm săn chắc cái phần tay của mình. Giữ. 5, 4, 3, 2, 1, chậm chậm hạ mông của mình xuống, thở ra. Thoát thế. Hai tay vươn lên cao hít vào. Vặn người sang bên phải thở. Hai cú tay của mình xuống xong, gập người về giữa hai tay. Hai tay vươn lên cao hít vào. Thở vặn người sang bên trái. Hai tay chúng ta đặt song song, đừng nhấc mông của mình lên khỏi sàn nha. Gập người về giữa hai tay. Hai tay vươn lên cao hít vào. Vặn người sang bên phải thở lần hai. Hai tay vươn lên cao hít vào. Vặn người sang bên trái thở. Ai tốt thì cho chán chạm sàn luôn. Hai tay vươn lên cao hít vào. Vặn người sang bên phải thở giữ. Năm, bốn, ba, hai, một. Hai tay vươn lên cao hít vào. Thở vặn người sang bên trái giữ. Năm, bốn, ba, hai, một. Nâng người lên hít vào. Thở thoát thế, hai tay xuôi theo thân. Hai tay sang ngang hít vào. Nghiêng người sang bên phải thở. Mở vai nâng ngực, mắt hướng lên trần. Nâng người lên hít vào. Thở nghiêng người sang bên trái. Mở vai nâng ngực, mắt nhìn lên trần, tay phải áp sát mang tay. Lần hai, hai tay sang ngang hít vào. Nghiêng người sang bên phải thở. Hai tay sang ngang hít vào. Nghiêng người sang bên trái thở. Lần cuối, hai tay sang ngang hít vào. Nghiêng người sang bên phải thở giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Hai tay sang ngang hít vào.
nghiêng người sang bên trái thở dữ. Tôi cảm giác được cái phần lườn bên phải đang được kéo giãn. 5 4 3 2 1. Hai tay sang ngang hít vào, thở thoát thế, hai tay xuôi theo thân. Rồi chúng ta quỳ về thêm cái cổng, đưa chân phải của mình sang ngang, hai tay vươn lên cao, thẳng lưng, thở nghiêng người của mình sang bên phải, đặt tay phải của mình lên chân phải, mở vai lên ngực, mắt nhìn lên tay trái áp sát mang tay, nâng người lên hít vào, thở đặt tay trái của mình về gối chân trái, tay phải quạt một vòng, uốn cong lên hóp cơ bụng của mình, nâng người lên hít vào, thở thu người về em bé nghỉ. Nâng người lên hít vào, đưa chân trái của mình sang ngang, hai tay vươn lên cao, thở nghiêng người của mình sang bên trái, tay phải áp sát mang tay, cảm giác cái phần lưng bên phải đang được kéo giãn, hóp cơ bụng của mình lại. Nâng người lên hít vào, tay phải đặt lên gối chân phải, tay trái quạt một vòng, uốn cong lưng, hóp cơ bụng, đẩy hông của mình ra phía trước. Nâng người lên hít vào, thở, chúng ta lui về em bé. Rồi chúng ta về tư thế con thuyền. Chúng ta về tư thế con thuyền, tác động hai chân của mình bằng cái thảm. Hai tay chúng ta chống, nâng người đầu ngón tay của mình lên, hít nâng hai chân của mình lên, hóp cơ bụng, từ từ nâng hai tay lên, đưa ra phía trước, giữ. 7. Siết cơ đùi của mình, hóp chặt cơ bụng. 6 5 4 3 2 1. Chậm chậm hạ chân của mình xuống, ta nằm xuống luôn. Hai tay xuôi theo thân, hít bật hai chân của mình lên, tám ngón tay chống ở hông, từ từ hạ hai chân của mình xuống về tư thế cây cầy, duỗi thẳng mũi chân, ai không được thì nâng chân lại đi cũng được nha, còn ai tốt thì hạ chân xuống, giữ. Động tác này tốt cho tuyến giáp. 5 4 3 2 1. Hít nâng hai chân của mình lên về tư thế cây nến, duỗi thẳng mũi chân ra, giữ. 5 4 3 2 1. Co hai gối chạm trán, từ từ đưa hai tay về mông, hạ mông của mình xuống, nâng lồng ngực lên về tư thế con cá vậy, cho đầu của mình chạm sàn, lồng ngực nâng cao, đặt hai đùi tay của mình xuống sàn, giữ, hóp chặt cơ bụng, duỗi thẳng mũi chân. 5 4 3 2 1. Chậm chậm hạ người của mình xuống, hít thở đều, hít sâu thở chậm, hít bụng căng phồng lên, thở rút rốn bụng, hóp chặt lại. Mời cả nhà đừng nghỉ ở đây trong vòng 5 phút để lấy lại. Bài tập đến đây là kết thúc. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Namaste.